Dạ, em Nghĩa xin chào cô chú anh chị thân thương trong và ngoài nước. Thì hiện tại em đang có mặt ở công viên 23 tháng 9 Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Thì hiện tại thì ở nơi đây bây giờ thì chợ qua rất là náo nhiệt, thì cũng có rất là nhiều cô chú đi đến để tham quan chợ qua. Thì em mời cô chú anh chị cùng em đi vào bên trong để tham quan nha. Đây thì đi thẳng vào bên trong thì có rất là nhiều những cái bông mai, bông dạng thỏ, bông cúc thì rất là nhiều luôn. Em mời cô chú anh chị cùng em đi vào bên trong. Bây giờ cũng 9 giờ cho nên cô chú anh chị đi cũng phía bên đó cũng vắng vắng à, hồi chiều thì đông lắm nha. Khu này rộng lắm, em sẽ đi toàn bộ khung cảnh quay cho cô chú chị xem. Đây nè, bên này là bông mồng gà rồi bông cúc luôn nè. Em chào cô chú anh chị nha, để lại bình luận giúp em, để em có ý kiến gì em sẽ trả lời cô chú anh chị nha. Đây bên đây thì có rất là nhiều anh chị đang đi tham quan để mua hoa nè, hoa Tết. Khu này là bông dạng thỏ rồi bông mồng gà rồi bông cúc luôn nè. Rồi khu mé bên kia là khu bông mai á, thì chút xíu em sẽ qua bên kia em chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Để lại với một bình luận giúp em xem thử hình ảnh và âm thanh như thế nào nha, để em cố gắng khắc phục nha cô chú anh chị. Thì hiện tại thì ở đây là khu vực thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ em xin chào chị Liêu Phạm nha. Thì năm nay thì thành phố Hồ Chí Minh thì bông hoa rất là đẹp, nhưng mà hiện tại năm nay thì các anh chị nông dân á trồng bông hoa thì ai cũng thăng lỗ hết đó cô chú. Em sẽ dạo một vòng cho cô chú anh chị xem. Thì những năm trước thì lối 22 thì rất là nhiều, công viên hoa đã đầy đủ các bông hoa, các gian hàng hoa rồi, còn năm nay thì rất là ít. Thì em đi ở thành phố Hồ Chí Minh em đi rất là nhiều nơi rồi, có nơi thì cũng đang chuẩn bị làm thôi. Dạ đây là công viên 23 tháng 9 quận 1 thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Rộng lắm, ở đây rộng lắm, em sẽ cố gắng em chia sẻ hết cho cả nhà mình xem. Đây nè, em đi qua mé bên đây nè, bên đây thì đông lắm, mé bên khu vực bên đây là có hoa mai đồ có một số, nhưng mà còn một số thì chưa đem ra, chắc có lẽ ngày mai ngày mốt thì sẽ đầy đủ nha. Đây thì các cô chú đi tham quan rồi mua hoa nè. Dạ em xin chào, em cảm ơn chị Nguyễn Hạnh nha. Để lại bình luận giúp em xem thử hình ảnh và âm thanh như thế nào nha cô chú anh chị. Để cái bài làm gì ạ? Đi con đây. Rồi. Đây. Mà cái cúc không sôi quá trời. Quá trời quá đất luôn. Bông này là bông bông này cũng cắt tường ha. Nãy giờ em tưởng đâu bông đẹp, mắc tường lắm đó. Ồ, cắt tường. Cái gỗ hoa mà chân mấy chân dài cộng. Em tưởng đâu bông hồng chứ. Không, y hệt là bông hồng luôn. Đây bông cắt tường nha cô chú anh chị. Thì có một anh cắt nói nè. Đó. Nãy giờ em tưởng đâu cái bông này là bông bông hồng không à. Rất là đẹp luôn nè. Mà em không biết giá cả như thế nào. Dạ em xin chào chị Mỹ Chi nha. Đây nè, bông này là bông bông cúc đúng không cô chú anh chị? Cúc mâm xoay nè, đúng không? Không biết nữa. Em không rành bông hoa cho nên cái nào em nói sai thì mong cô chú anh chị thông cảm nha. Bên đây với bên này nè, bên thì nở nhiều bên nở ít. Nè, khu bên đây rất là nhiều luôn. Thì hồi chiều thì ở con đường thì đi ra đi vào rất là đông. Bây giờ thì bớt bớt thôi cô chú. Nó toàn cảnh nè. Bông mai thì khu vực bên đó rất là nhiều. Chút xíu nữa em sẽ đi qua bên đó em chia sẻ cho cô chú anh chị cùng xem nha. Thì mà ngày mốt á,
chiều mai thì em đi về quê ở Tây Ninh nha cô chú anh chị, thì vài bữa nữa em sẽ xuống. Cúc này 300, 300 cặp nha cô chú. 300 luôn. Ờ, nhưng mà ý chị đang nói là tại sao không mua cái này nè? Em không có tâm sao. Đây là 300 một cặp nha cô chú anh chị. Cắt tường. Cắt tường thì 250 một cặp. Còn hoa cúc thì 300. Ừ. 22 Tết rồi. Ngày mai em sẽ chiều tối mai hoặc là sáng mốt em sẽ đi. Ủa kỳ ta. Rồi, bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng em đi một vòng nha. Nó bị lỗi gì rồi cô chú anh chị? Cùng em đi một vòng nha. Nó bị lỗi gì rồi cô chú anh chị? Bị lỗi à, hồi nãy em bấm nhầm ngay chỗ nào bị lỗi à. Giờ tiếc quá trời luôn. Dạ em cảm ơn. Rồi em tiếp tục em để màn hình đứng em đi luôn. Chờ em vặn chút xíu nha. Đúng rồi anh quên em cái tên tự say á. Chờ em chút xíu. Ây dạ. Ây dạ. Ừ. Chào em chút xíu nha cô chú, đang khắc phục. Rồi, à, cô chú chị xem như thế nào để lại bình luận giúp em nha. Đây em bị nghiêng màn hình rồi cô chú ơi. Trời ơi, uổng quá trời. Thôi, bây giờ em tiếp tục cùng với cô chú anh chị cùng em đi tham quan một vòng ở đây nha. Đó, rất là nhiều cô chú luôn nè, phía này là đông lắm nha. Đây. Không biết không? Bị xây màn hình á. Xây màn hình cái mất tập trung luôn, hết xem được những cái tin nhắn. Rồi rồi được rồi. Thôi bây giờ em mời cô chú anh chị cùng em tham quan một vòng nữa nha. Đây nè. Đây là những cái mai nơi đây nè chị cô chú anh chị. Đi dài qua phía bên kia luôn. Thì dài bữa trong vài ngày sắp tới thì em sẽ về Tây Ninh, em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị cùng xem. À, chợ quê Tinh, chợ qua Tây Ninh của em nha. Còn đây là chợ qua ở công viên 23 tháng 9. Hai bên luôn cô chú anh chị. Dạ dạ, em cảm ơn cô chú anh chị nha. Đó. Những cái mai này rất là đẹp luôn nè. Để em xem cái hình ảnh như thế nào nha cô chú. Chào em chút xíu, khoảng vài giây. Rồi rồi, bây giờ em sẽ tiếp tục mời cô chú anh chị đi một vòng nha. Đây nơi đây là những cái cây mai nè. À. Lần đầu tiên em ghé ở khu vực công viên ở đây cho nên em không có rành được nhiều địa điểm. Thì các cô chú anh chị nào mà có ở khu vực Tây, em xin lỗi, ở thành phố Hồ Chí Minh thì có những địa điểm nào mà qua bông hoa đồ nhiều á, thì để lại bình luận giúp em, thì em sẽ cố gắng em đến em chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây là trong hoa mai nè. Đây cô chú anh chị. Cái này thì em phát trực tiếp, thời điểm hiện tại em đang đi trong chợ hoa luôn cho nên khi phát trực tiếp thì nó sẽ mờ hơn là khi mình quay up nha cô chú anh chị, cho nên mong cô chú thông cảm. Rồi em sẽ tiếp tục đi qua mấy anh đây em chia sẻ cho cô chú mình xem những cái cây tắc và những cái cây có cây mai chính chứng thị nè cô chú anh chị. Chờ chút xíu. Đây cái tắc nè, em sẽ quay cận cảnh cho cả nhà mình xem nha. Đây. Những cái tắc này chắc khoảng chừng 40-50 ngàn một cây thôi. Em đón vậy đó. Dạ em chào AD điện thoại nha. Em chào Trâm Nguyễn mới nhất. Dạ em xin chào cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị có một năm mới thật là vui vẻ, tràn đầy phúc bên gia đình nha. Thì đây, phía trước mặt em ở đây là những cây hoa chứng thị nè. Mai chứng thị nha. Rất là thơm luôn cô chú anh chị.
Thì bây giờ em sẽ đi vòng qua mấy bên kia thì rất là nhiều nơi bông hoa khu công viên 23 tháng 9 này luôn. Cho nên em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình xem được toàn cảnh. Và có thể là ngày mai em sẽ tìm những địa điểm đẹp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, em chia sẻ tiếp tục cho cả nhà mình cùng xem nha. Không biết là cái hình ảnh như thế nào. Và ở đây có mấy cây hoa lan nè. Hoa lan rất là đẹp luôn nha cả nhà. Hoa lan này chắc những cái chậu hoa này hơi bị giá cao ạ. Em thì em thấy những cái hoa này thích lắm mà em không mua nha. Em chỉ chia sẻ cho cả nhà mình xem thôi. Còn mé bên kia là hoa nhãn thỏ. Khu vực hoa nhãn thỏ rồi. Có anh em đang quay phim mé bên kia luôn. Để lại bình luận giúp em nha. Chợ Bình Điền cũng có hoa đó. Bình Chánh Hồ Chí Minh đó em. Chợ Bình Điền cũng có hoa đó. Dạ em xin cảm ơn nha. Thì những cái địa điểm nào mà hoa nhiều nhiều á, thì du khách đông á, thì dắt chiều. Có thể là chiều ngày mai em sẽ đến em chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha. Ở đây cũng rất là náo nhiệt, các cô chú chuẩn bị mua những chậu hoa để chuẩn bị đón Tết 2024. Rất là náo nhiệt luôn. Năm rồi thì thời điểm hiện tại như ngày hôm nay là chậu hoa ở Tây Ninh cũng đã khai trương á, cô chú anh chị. Thì năm rồi em cũng chia sẻ rất là nhiều video ở chợ hoa Tây Ninh cho cô chú anh chị xem. Thì em cũng rất là cảm ơn cả nhà mình cùng đồng hành cùng em một năm qua. Thì thời điểm năm rồi em quay chợ hoa thì kênh của em chỉ có 1.000 người đăng ký thôi nha. Bây giờ thì có được các cô chú anh chị ủng hộ cho nên nay cũng được 70.000 cô chú anh chị rồi, em rất là cảm ơn luôn. Đây phía đây là những cây hoa, này là hoa gì, hoa này bên kia hồi nãy là hoa cúc mâm xôi đúng không cô chú anh chị, còn hoa này em cũng không biết luôn, hình như hoa cúc luôn hay gì á. Thế nè, còn nó cao lắm, cái chậu này nó bự lắm á cô chú nè, rất là to luôn chứ không phải là nó nhỏ như những cái chậu hồi nãy, chậu bằng xanh luôn chứ. Chậu này chắc một chậu như vậy chắc khoảng 400-500 á, không biết nhiêu tiền nữa, quá trời bự luôn. Cúc đại đó. Nhiêu giá nhiêu anh? Bây giờ bán là thị trường bây giờ là bán một cặp thì 2 triệu. Dạ, một cặp 2 triệu hả anh? À, em thấy đây mình có cặp lớn, cặp nhỏ nè, còn cặp nhỏ là nhiêu anh? Cặp nhỏ là lấy từ là 1.2 triệu. Dạ. Cặp nhỏ là 1.2 triệu, cặp lớn là 2 triệu nha. Cô chú anh chị. Cô chú anh chị. Anh đọc số điện thoại của anh dùm em, anh có giao hoa không? Có. Rồi anh đọc số điện thoại gì khán giả có mua hoa thì liên lạc tiếp anh ha. Có 038 7196 236. Dạ em cảm ơn anh. Ở đây mình bán hoa cúc với 2.5 triệu rưỡi với 1.5 triệu một cặp nha cả nhà. Thì những chợ Trà Vinh cũng có hoa đầy, không phải chợ Sài Gòn mới có hoa, ngày Tết đến khắp mọi nơi đều có hoa. Nói riêng về chợ nào. Dạ em xin cảm ơn cả nhà mình. Hoa này ở Nha Trang vào hả anh? Ninh Hòa, Nha Trang. Ở Ninh Hòa. Dạ. Dạ em cảm ơn anh ạ. Ở đây mình bán ngày hôm nay ngày thứ mấy vậy? Vô hồi bữa 20, cũng như là nói chung là khi mình vô 20 rồi bán cũng quen. Như bữa nay. Mới bắt đầu bán hôm qua nay rồi anh ha. Mới bán. Dạ, cho em cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ. Dạ em. Chào anh. Dạ. Chào anh. Dạ. Dạ, em đang like. Anh em cùng với kêu bằng cái gì ta, anh em YouTuber gặp nhau mà em không biết kênh, tại đang like em không có chia sẻ cô chú anh chị. Đây là hoa hướng dương nè, ôi ôi đẹp, nhớ đến quê hương. Bữa nay 22 rồi, ngày mai đương táo và ngày mốt và bữa kia em phải có mặt ở tại Tây Ninh để vậy cổ mạ giếng mộ ông bà cô chú anh chị. Thì ngày mai còn ngày mốt cho nên bên văn phòng bên bến xe miền Tây tạm thời thì đóng cửa vào thứ bảy chủ nhật. Cô chú anh chị có kết nối yêu thương thì có thể là đến văn phòng tại chợ đầu mối Thủ Đức vào thứ bảy chủ nhật nha. Wow, rất là nhiều cái khu này thì chưa chưa có bài qua ra nè, có thể là ngày mai
ngày mai là 21 là bày ra đầy đủ luôn. Thường thường là những chợ hoa thì 23 là đầy đủ hoa hết rồi cô chú anh chị. Ô, ở đây em thấy có những cái giá luôn nè. Nè, để em liên từ từ lại cho cả nhà mình cùng xem cái giá nè. Đây, 60.000 nè. Một cặp 60.000. Rồi. Đây, 60. Còn bên kia là 120 đây. Còn phía bông bông gà là 49.000. Hoa này là hoa gì nghĩa? Em không biết luôn, hoa này hình như là trên núi có hoa này là khu vực ở Đà Lạt hay gì đem về hay gì em cũng không biết nữa, hỏi khán giả đây, khán giả trả lời thì chắc ăn hơn. Cô chú anh chị xem thử cái bông hoa này là bông hoa gì. Chính đang bị lỗi say, nó bị lỗi hồi nãy nhưng mà coi được á. À, khán giả vẫn coi được bình thường. Đây cô chú anh chị, dạ Yến Thảo, cô chú anh chị để lại bình luận giúp em cái bông hoa này là hoa gì nha cô chú, tại vì em không có rành này qua nè. Hả? Nhưng mà đẹp lắm á. Ngày mai em sẽ chia sẻ chợ hoa, một chợ hoa gian hàng lớn ở khu vực thành phố Thủ Đức, chợ đến quý vị dạ, khán giả Yên Thảo. Đây là giá hoa Yên Thảo hả cô chú anh chị, em cũng không rành gì qua nữa. Rồi chừng nào về Tây Ninh vậy Nghĩa? Dạ có thể là chiều mai hoặc sáng mốt em sẽ có mặt ở Tây Ninh nha cô chú anh chị. Em về qua dừa. Hôm nay thì qua cũng chưa nhiều đâu quý vị khán giả. Dạ Yên Thảo. Dạ em xin cảm ơn anh Quỳnh đem cái tên nha. Hình như công viên này rộng lắm ha. Bên đây bị lỗi, chờ em chút xíu nha cô chú anh chị. Chờ em khoảng vài giây. Rồi, bây giờ em sẽ tiếp tục đi qua những cái quầy bán hoa ở phía ngoài lề đường. Nãy giờ thì em đi vào bên trong để em chia sẻ, em cập nhật cho cô chú anh chị xem những nơi yên tĩnh đó. Bây giờ thì ra những nơi náo nhiệt nha. Náo nhiệt thì đương nhiên là có rất là nhiều cô chú đến để tham quan và mua hoa luôn. Rồi, bây giờ mình đi ra ngoài mí ngoài đường. Đây, khu này là khu náo nhiệt nha. Để em đứng một chỗ em chia sẻ cho cô chú anh chị xem nè. Quay nguyên một vòng luôn. Đó. Khu gặp mấy đường là rất là náo nhiệt. Wow, mé bên đây còn dữ hơn nữa nè. Để em đi từ từ, theo ly nhanh quá nó bị lắc màn hình đó. Cô chú anh chị xem bị chóng mặt. Đây đây, ồ, khu này nè. Khu này rất là nhiều người mua này cô chú anh chị. Những cái bông hoa. Em xin lỗi nha, em chỉ quay thôi, em cũng quên mất tiêu là hoa này kêu bông hoa gì luôn đó. Thì cô chú nào mà biết thì thuyết minh lại giúp em rất là cảm ơn nha. Đó. Em chỉ biết rành nhất là qua bông nhận thọ với hoa mai thôi, với hoa hướng dương, với hoa mồng gà thì em biết, còn những hoa khác thì em không biết nha. Hôm nào sắp xếp công việc lên kết. Dạ em chào Facebook John nha. Thì, có thể là em về quê em quét mộ ông bà xong rồi em quay xuống em sẽ đi một chuyến ghi hình kết nối yêu thương nữa rồi em sẽ ăn Tết nha. Có rất là nhiều cô chú cần em đến tận nhà để ghi hình á, em lên lịch rất là nhiều rồi nhưng mà bây giờ công việc quá trời quá đất luôn, em không thể nào đi được. Giờ em mời cô chú anh chị đi thẳng phía trước vòng qua mé bên kia luôn cô chú anh chị. Này dẹp vô ha anh. Dạ. 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 Này mình bán được mấy ngày anh? Mới lên tức thời. Ủa anh đâu lên anh? Lấy tuổi này thì thôi. Dạ dạ để em lấy ra cho anh nè. Ủa hôm nay một tay đâu lấy được. Lúa về. Rồi em cảm ơn, em xin phép đây luôn anh ơi. Này. Ông anh mới vừa lên luôn nè. Cô chú anh chị có ghé ngang công viên 23 tháng 9 thì đến ủng hộ những chậu hoa bà con nông dân trồng đem từ tận vườn đem lên để bán luôn cô chú anh chị. Thì có rất là nhiều anh em chia sẻ là năm nay qua Tết nông dân kiểu như mà trồng á thì thương lái đến mua thì giá cũng không được cao như mỗi năm á cô chú. Tại vì năm rồi á là thương lái lỗ rất là nhiều cho nên năm nay thì kinh doanh qua thì
rất là ít nha. Đó, bây giờ em mời cô chú anh chị cùng em tiếp tục đi đến phía trước nè. Đây là phía trước qua mùng gà nè. Ngành dữ dội quên. Dạ thì năm rồi kênh của em 1000 người đăng ký thì em cũng đã chia sẻ cho cô chú anh chị xem vào đêm 30 Tết á, thì xem muốn rơi nước mắt luôn cô chú anh chị, thì rất là nhiều các anh chị thương lái đập phá bỏ qua tại chỗ luôn, tại chợ qua luôn á, thì rất là buồn luôn. Tại vì bán thì đầu ra không được, tại người dân mình á thì thất nghiệp á, rồi kinh tế này không có được nhiều như những năm trước. Cái khu này thì em nghe nói là vào mỗi năm là mà vào thời điểm 22-23, thời điểm hiện tại bây giờ thì rất là nhiều qua rồi, còn hôm nay thì anh thấy cũng có một số chỗ cũng chưa có đem ra hết, nhưng mà giờ là rộng lắm nha cô chú, nãy giờ em đi chưa được một nửa đường nữa. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục mời cô chú anh chị qua phía bên đây nha. Đó nè, phía ngoài nữa nè, qua giấy mé bên kia em thấy rất là nhiều hoa đào luôn, mà rộng quá, cái công viên 23 tháng 9 này quá rộng luôn. Nãy giờ em đi rất là 20 mấy phút rồi nhưng mà chưa được một nửa đường nữa. Còn cái đầu phía sau lưng em đó, hiện tại đây em tới đây là khu vực hoa giấy nè, các anh chị đang đi tham quan và đi mua nè cô chú. Thì cô chú anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh có thể ghé nha, qua đây để mình chụp hình lưu lại những cái khoảnh khắc kỷ niệm đẹp nhất vào Tết 2024 nha cô chú anh chị. Đây có mấy anh bán hoa nè, hoa Tết, hoa mai chứ, em xin lỗi, hoa mai. Hoa mai này mới lên. Ôi, hoa giấy ở đây đẹp quá trời. Hôm bữa thì em đi xuống chợ lắp Bến Tre thì các cô chú cũng đang thu hoạch hoa, thì giờ thì đem lên đây cũng rất là nhiều nè. Anh hoa giấy Thái, hoa này ở đâu mình đem lên anh? Ở Tân Thiền. Tân gì vậy chị? Chợ Lách ha. Em mới vừa với chợ Lách vừa đó đi lên. Chợ Lách đó cô chú anh chị. Đây, khu vực này là qua ở chợ Lách Bến Tre nha. Thì hôm bữa em cũng chia sẻ cho cô chú anh chị xem cái vườn mai Tết ở của anh Tý á, anh Tý thì năm nay cũng bán ở chợ qua Tây Ninh đó cô chú anh chị. Rồi bây giờ em sẽ cố gắng em đi qua anh đây, em đi một vòng quay cho cô chú anh chị xem để kết thúc video sớm để cho cả nhà mình nghỉ ngơi. Có gì thì ngày mai em chia sẻ tiếp tục cho cô chú anh chị cùng xem những cái khung cảnh bên chợ qua kế tiếp khu vực thành phố Hồ Chí Minh nha. Thành phố Hồ Chí Minh thì còn rất là nhiều chợ qua luôn. Đây bây giờ em sẽ qua cái con đường chính mấy bên kia nha, lần chính phép đó đó. Rồi mời cô chú anh chị. Wow, cúp này thì phía trong rồi, có những ô trong đây thì chưa có đem qua ra hết luôn đó. Đây nè, không biết có rõ nét không, không biết nữa, trồng ít thôi, trồng rau củ quả ăn được nữa. Thì mỗi năm thì cô chú anh chị người nông á thì trồng bông hoa nhiều năm rồi, không thể nào bỏ nghề được. Tại vì em là một người nông, em biết nè cô chú anh chị, rất là nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nông, và năm nào hình như 10 năm hết 9 năm lỗ à, cho nên em bỏ nghề. Đây mé bên đây là hình như là hoa đào nè, em sẽ qua chia sẻ cho cả nhà mình xem khu vực hoa đào. Hoa đào như là không biết ở đâu đem vô, không biết ngoài Bắc hay gì ạ. Đây nè, khu vực hoa đào rộng rộng quá trời luôn. Đây thì hoa đào thì hiện tại em thấy là để trong cái bịch nè, chưa có khui ra bán hay sao á đó. Nhưng mà đẹp lắm, đỏ chét à cô chú. Đây em sẽ đi đến chia sẻ cho cả nhà mình xem nè, cây hoa đào mới vừa vận chuyển đến hình như là bữa hôm nay luôn hay gì, búp 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 hết nè, hoa đào thiệt à nha. Đó, ồ khu hoa đào rộng quá trời luôn. Hoa đào như là ở Hà Nội mới có hay gì á, em cũng không rành nha cô chú, nhưng mà em đoán đoán vậy. Thì cô chú nào biết rõ được thì cứ để lại bình luận cho em biết để video sau em biết để em chia sẻ cho cả nhà mình biết nha. Chú, cho anh xin phép quay đoạn đây nha chú.
Dạ cảm ơn. Đây khu vực qua đào không hả à? Cả nhà à, may mắn còn là làng Nhật Tân. Sao à, em chào anh, quên cái tên, hình như hầu như là anh hình như cái gì anh cũng biết cái gì. Hôm nay em thấy anh chia sẻ rất là nhiều điều luôn á, anh Quỳnh đem cái tên, em rất là cảm ơn anh luôn. Anh cũng là một vị khán giả theo dõi kênh em cũng đã một năm, từ thời điểm Tết năm rồi. Kênh Đây Đó Ninh Ninh của em chỉ có 1.000 người đăng ký. Lúc đó em nói chuyện còn không rành nữa. Đây, khu vực qua đào đông lắm, lớn lắm, rộng lắm nha cô chú anh chị. Em xem mấy giờ à? Hôm nay không có đi nhiều cho nên đi hơi bị mệt đó cả nhà. Này, nè, qua đào nè. Qua đào thì hiện tại bây giờ thì cột trong cái bọc cho nên không có chia sẻ cho cả nhà mình xem rõ được. Cho nên em sẽ đi qua những cái khu vực qua khác nha. Đây, tiếp tục phía trước là qua Lan, qua Mai nè. Rồi qua khỏi hết cái khu vực qua đào thì đến khu vực qua Lan nè. Qua đào nhiều quá. Dạ đúng rồi, qua đào rất là nhiều nha cô chú anh chị. Qua đây là gần những cái qua Lan nè. Khu phía trước là có nha cả nhà. Em thì em đi phía trong tại vì ra ngoài thì xe nhiều quá, mình nói chuyện không có nghe được rõ. Đọc comment của tôi riết nên hết cả lắm luôn. Dạ em cảm ơn anh Quỳnh cái tên nha. Tại em học thấp cho nên đọc comment hơi chậm á. Đây cả nhà, đây là cây qua đào nè. Ui, cái cây cũng đẹp dữ cả nhà. Này cái góc nè, mà tối quá, rất là tiếc, tối quá em chia sẻ cô chú anh chị xem không được rõ. Mà đó, mà rộng lắm nha. Em tưởng đâu hết rồi mà không ngờ luôn. Hình như là chiếm gần 1/4 diện tích của cái công viên 23 tháng 9 này luôn, tới gần phía trước luôn á cô chú anh chị. Nãy giờ đi khoảng 100m qua đào rồi mà chưa hết được. Nè đây nữa nè. Đây, năm nay thì qua đào rất là nhiều luôn. Rồi, bây giờ tiếp tục nè, qua mấy anh đây là những cái bông hoa lan rồi nè. Qua mai, như những cái cây mai này nè cả nhà, cây mai này khoảng 200.000 một cây thôi. 200 đến 250 cây thôi. Giá rất là mềm luôn. Bạn này người Hà Nội nói chuyện không chừng bằng người trong Sài Gòn. Bạn này người Hà Nội nói chuyện không chừng bằng người trong Sài Gòn. Dạ em xin cảm ơn chị Cúc Xanh nha. Em là người Tây Ninh nha. Nhưng mà có một cái là gốc của em ở Hà Nội đó, cô chú anh chị, cho nên cái gen Hà Nội còn. Với lại em nói chuyện từ xưa giờ không bằng người khác, cho nên mong cô chú anh chị thông cảm nha. Dạ em chào anh Trí Nguyễn nha. Thì hiện tại bây giờ thì em quay cái khu vực qua này là ở thành phố Hồ Chí Minh, ở công viên 23 tháng 9 quận 1 đó cô chú anh chị, chứ không phải là ở Tây Ninh nha. Tây Ninh thì có thể là có lẽ là ngày mai ngày mốt em sẽ về Tây Ninh, em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình xem chạy qua Tây Ninh và núi Bà Đen Tây Ninh nha. Em thì em nói chuyện không bằng những người khác cho nên cô chú anh chị thông cảm giúp em nha. Nhưng mà em thấy sao em nói vậy à? Trước mặt em thấy những gì thì em chia sẻ những cái đó cô chú. Hoa này hoa gì vậy? Dạ. Có tầm quay phim. Dạ em xin cảm ơn chị Cúc Xanh nha. Thì em có gì sai sót cô chú anh chị có thể là để lại bình luận, em sẽ cố gắng khắc phục nha. Em thì em chia sẻ những đoạn video để em phục vụ cho cô chú anh chị khán giả, cho nên những cái sai sót của em thì em mong là cô chú có thể là để lại một bình luận để cho em khắc phục, là em rất là cảm ơn. Em quý, rất là quý những cái bình luận thật lòng của cô chú anh chị để em khắc phục nha. Còn phía bên kia đường nữa nha cô chú anh chị, mà để em xem bây giờ tôi cũng nói không chuẩn hoa của bạn. Dạ em xin cảm ơn chị Cúc Xanh nha. Mấy bên kia thì cũng rất là nhiều qua bên kia, nhưng mà em chia sẻ đến đây để em xem coi mấy giờ để cho cả nhà mình cùng nghỉ ngơi á. Bây giờ hiện tại là 9:30 thì
có lẽ em xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video sau nha. Em sẽ cập nhật liên tục những chợ qua Tết thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh hoặc những khu vực lân cận để cho cả nhà mình xem nha. Dạ em chào chị Mi Chi nha. Bạn quay online như vậy là tốt rồi. Dạ em cảm ơn, tại lâu quá em không like á. Nãy giờ em không thấy chị Mi Chi, em tưởng đâu chị ngủ rồi. Thôi em kết thúc video nha cả nhà. Nó bị sai nè. Đó, để em sai lần. Trời ơi đổ mồ hôi. Rồi, em xin chào cô chú anh chị nha. Chúc cô chú anh chị ngủ ngon và chúc cả nhà có một năm mới luôn thành công và ăn Tết vui vẻ bên gia đình. Dạ, em xin chào tạm biệt cô chú anh chị. Em chúc cả nhà mình ngủ ngon nha. Em xin chào.